cho nhau chớm hít rồi. Thì em được rất là nhiều những người bạn của em gửi qua inbox cho em là Nhi ơi, có cái kênh này trên Đà Lạt này, share bài của em này. Xong mai mốt lại, Nhi ơi, có kênh này trên Đà Lạt, share bài của em. Nên là nếu mà có bạn nào ở đây mà đã share bài của Hà Nhi thì Nhi cũng xin là chân thành cảm ơn mọi người vì đã yêu bài hát Từng Cho Nhau và yêu Nhi. Và bây giờ thì Nhi sẽ hát ca khúc Từng Cho Nhau cho mọi người nghe. Chiều mà chẳng mơ thấy nhau,
vỡ mộng rồi riêng mình đơn độc. Nam ok không ạ? Không biết là tầm khoảng 10 năm nữa mà vẫn được hát cho mọi người nghe bài này thì đúng là thành công của em, được không ạ? Bởi vì niềm vui thì đi qua nhanh, còn nỗi buồn thì ở lại lâu lắm. Nên là mình sẽ ở lại cùng với nhau chia sẻ những cái nỗi buồn đó.